Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2, qua đó tiếp tục lãnh đạo quốc gia này thêm 5 năm tới. Lãnh đạo một số nước đã lên tiếng chúc mừng thắng lợi này của đương kim tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Hội đồng bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ với khoảng 75,42% số phiếu được kiểm, ông Erdogan đang dẫn trước đối thủ Kemal Kılıçdaroğlu với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là 53,41% và 46,59%. Trong khi đó, các hãng thông tấn Anadolu và Anka của nước này đưa tin gần 99% số phiếu đã được kiểm và lợi thế dẫn điểm đang thuộc về ông Erdogan. Cùng ngày, Quốc vương Qatar, Tổng thống Venezuela, Tổng thống Iran và Thủ tướng Anh đã lên tiếng chúc mừng chiến thắng của ông Erdogan. Ngày 14 tháng 5 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành tổng tuyển cử bầu Tổng thống và Quốc hội gồm 600 ghế. Liên minh Nhân dân do Đảng Công lý và Phát triển AKP của Tổng thống Erdogan dẫn đầu đã giành được 321 ghế. Trong khi đó, bầu cử Tổng thống phải tiến hành bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 28 tháng 5 do không có ứng cử viên nào giành được trên 50% số phiếu ủng hộ. Hôm qua, Bộ trưởng Y tế Anh Steve Barclay tuyên bố chính phủ nước này sẽ không đàm phán về tiền lương với Hiệp hội Điều dưỡng Hoàng gia Anh RCN trong bối cảnh nguy cơ các cuộc đình công tiếp theo sẽ nổ ra. Trước đó, chính phủ Anh đề xuất trả khoản tiền một lần tương đương với 2% tiền lương trong năm tài chính 2022-2023 và tăng 5% lương trong năm tài chính 2023-2024. Tuy nhiên, các thành viên của RCN đã bác bỏ. RCN chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Nghiệp đoàn này mới đây kêu gọi chính phủ phải trả lương xứng đáng cho nhân viên của cơ quan y tế quốc gia NHS. Trong khi đó, nghiệp đoàn và các cơ quan dịch vụ công và thương mại PCS cho biết các nhân viên làm việc cho cơ quan cấp phép thương mại và lái xe của chính phủ Anh có kế hoạch đình công 15 ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 tới để tìm cách được tăng lương thỏa đáng. Anh đối mặt với vấn nạn đình công kéo dài từ năm ngoái, chủ yếu do khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến người lao động trong nhiều ngành nghề từ y tá đến luật sư đã tiến hành đình công đòi tăng lương. C-919, máy bay chở khách cỡ lớn do Trung Quốc tự phát triển, đã hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên trong ngày hôm qua, đánh dấu một cột mốc mới trong ngành hàng không của nước này. Chuyến bay của hãng hàng không China Eastern Airlines mang số hiệu MU-9191 đã đáp xuống sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh trong màn bắn pháo nước chào mừng. Đây là nghi thức chào đón cấp cao nhất trong hàng không dân sự. Trước đó, chiếc máy bay có số đăng ký B-919A đã khởi hành từ sân bay quốc tế Hồng Kiều ở Thượng Hải vào sáng cùng ngày. Chuyến bay kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ và chở theo 130 hành khách. C-919 là máy bay chở khách tự sản xuất trong nước đầu tiên của Trung Quốc, chính thức ra mắt vào năm 2009 và là sản phẩm của tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc Comac. Hồi tháng 3 năm 2021, China Eastern Airlines đã ký hợp đồng mua 5 chiếc C-919. Đây là hợp đồng thương mại đầu tiên cho loại máy bay này. Thế giới có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng dư thừa các tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG trong tương lai do quá trình chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Theo một nghiên cứu của Tổ chức Tư vấn Khí hậu Climate Analytics của Đức, các tàu chở LNG dư thừa là do các nước giảm bớt sử dụng nhiên liệu hóa thạch để đạt được mục tiêu giảm nhiệt độ toàn cầu. Những con tàu này sẽ trở thành tài sản bị mắc kẹt, gây tổn thất cho các công ty đóng tàu cũng như chủ tàu. Nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là các công ty đóng tàu ở Hàn Quốc, quốc gia đi đầu về công nghệ đóng loại tàu này. Theo số liệu, tính đến cuối năm 2021, trên thế giới có tổng cộng khoảng 700 tàu chở LNG và đã được bổ sung thêm 34 tàu trong năm 2022. Trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2028, sẽ có 335 tàu chở LNG nữa được giao đến tay người mua. Tuy nhiên, do nguồn cung khí đốt cạn kiệt và nhu cầu sử dụng khí đốt suy yếu sẽ khiến một số lượng lớn tàu chở LNG đóng mới rơi vào tình cảnh thất nghiệp và khiến các công ty bị đọng vốn lớn. Trong số các khách hàng mua tàu chở LNG hàng đầu hiện nay có Trung Quốc và Nhật Bản. Hôm qua, Sở Cứu hỏa Italia thông báo nước ở kênh chính của thành phố du lịch nổi tiếng Venice đã bất ngờ chuyển sang màu xanh huỳnh quang. Các nhà chức trách đang nỗ lực truy tìm nguyên nhân hiện tượng này. Thông báo cho biết khu vực nước chuyển sang màu xanh huỳnh quang là ở gần cầu Rialto. Cơ quan môi trường khu vực đã nhận được các mẫu nước tại đây và đang xác định nguyên nhân làm thay đổi màu sắc của nước.
Tỉnh trưởng Venice thậm chí đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của lực lượng cảnh sát để tìm hiểu nguyên nhân hiện tượng này, cũng như nghiên cứu các biện pháp đối phó khả thi. Trước đó đã xảy ra nhiều vụ việc tương tự ở nhiều nơi tại Italia khi các nhóm hoạt động môi trường đã tô màu lên các tượng đài và sử dụng than thực vật để biến nước của đài phun nước Trevi ở Rome thành màu đen nhằm phản đối nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, không giống như các trường hợp trước, không có nhóm hoạt động nào tuyên bố thực hiện vụ việc ở Venice. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây cũng đã hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.